Đây, tôi sẽ minh họa bắt đầu từ đây. Những phần đầu này coi như là tôi đã nói rồi, ha mà. À, phần này trong cái slide cũng có. À. Cái đoạn nhiêu đây không á, nó gọi là hồ sơ phân tích á, gọi là hồ sơ phân tích. Một cách đơn giản nhất, hồ sơ phân tích là một cái tài liệu nó mô tả về những yêu cầu. Thì cái tài liệu này đầu tiên bao giờ nó cũng nói cái ngữ cảnh. Cái ngữ cảnh. Và trong cái ngữ cảnh đó là một trong những cái thông tin rất là quan trọng á, là về cái số lượng. Về cái số lượng. Nghe không ạ? Công ty này có 4 đơn vị. Mỗi đơn vị có trung bình 25 nhân viên. À, rồi thông tin nhân viên được dựa theo cái biểu mẫu. Anh chị chờ tôi chút. Thì đây là một cái ngữ cảnh đơn giản. Đây là một cái ngữ cảnh đơn giản. Cái công ty này nó chỉ có 4 đơn vị thôi. Nó có 10 đơn vị là kiểu khác à. Rồi công ty này nó có chi nhánh là kiểu khác à. Chỉ còn cái bài toán mà tra cứu này thì nó muôn vàng lắm. Thấy không ạ? Thì tôi đưa ra một cái hồ sơ nhỏ nhỏ cho các anh chị thôi. Và thông tin của nhân viên được quản lý theo cái biểu mẫu này. Giả sử là như thế. Thấy không ạ? Giả sử là như thế. Chứ còn hồ sơ nhân viên của mỗi công ty thì nó mỗi khác. Hồ sơ nhân viên của mỗi công ty nó mỗi khác. Chúng ta làm mà chúng ta không làm nổi một cái tổng quát cho mỗi công ty đâu. Đó là cái mơ ước của những người làm phần mềm. Ví dụ nói phần mềm quản lý nhân viên, muốn viết là gái là bất kỳ công ty nào cũng có thể xài được hết. Nhưng mà cái chuyện đó là không có khả thi. Đấy không ạ? Không có khả thi. Không có khả thi. Mỗi công ty chúng ta phải viết riêng cho họ. Chỉ có điều cách viết của chúng ta thì chúng ta có thể tái sử dụng lại, chúng ta có thể dùng lại được nhiều hay là ít thôi. Đấy không ạ? Rồi. Bây giờ yêu cầu là lập hồ sơ thiết kế. Giả sử như là đã có hồ sơ phân tích rồi. Thì phần mềm của chúng ta nó sẽ gồm có 3 thành phần. Thành phần về giao diện, thành phần về cái dữ liệu lưu trữ và thành phần về xử lý. Thì khi thiết kế của chúng ta đó thì là chúng ta cũng thiết kế 3 thành phần. Thiết kế bất kỳ cái sản phẩm nào là 3 thành phần đó. Cái hồ sơ thiết kế đầu tiên cũng sẽ là cái chương đầu tiên chúng ta học về thiết kế, đó là hồ sơ thiết kế dữ liệu. Hồ sơ thiết kế dữ liệu nó sẽ là cái tài liệu nó mô tả thôi là lưu trữ như thế nào. À, sẽ học tới phần đó là các anh chị sẽ hiểu khái niệm về những cái loại dữ liệu lưu trữ gì đó vân vân. Không ạ? Còn ở đây tôi chỉ minh họa đơn giản thôi. Tôi minh họa đơn giản ha. Ở đây thì là chúng ta nó có cái ý niệm gọi là sơ đồ logic dữ liệu. Đây là một trong những cái cách khác để mà chúng ta trình bày cái lược đồ quan hệ. Chúng ta cứ xem như là chúng ta lưu trữ với lại là cơ sở dữ liệu quan hệ, phải không ạ? Thì nó sẽ phải trả lời cho câu hỏi, cái hồ sơ thiết kế dữ liệu nó phải trả lời cho câu hỏi là như vậy thì phần mềm gồm bao nhiêu bảng, mỗi bảng nó có những cái cột nào, cột đó có những cái khóa ngoại nào, vân vân và vân vân, nó liên kết với nhau ra làm sao. Thì bài này rất là đơn giản. Cái sơ đồ này nó nói lên rằng là cơ sở dữ liệu của chúng ta sẽ gồm 3 bảng. Rồi những cái bảng nó có những cái thuộc tính. Cái phần tôi in đậm ở đây nó là cột khóa ngoại. Thì tới cái phần thiết kế dữ liệu chúng ta sẽ học kỹ hơn ở trong cái chuyện đó. Đúng không ạ? Tại sao nó là phải cơ sở dữ liệu là như thế này thì là tôi không có giải thích vào thời điểm này. Chỉ minh họa thôi. Chứ còn ở đây chúng ta tôi đâu có cho bài tập để lập hồ sơ thiết kế dữ liệu đâu. Đây nó mô tả, nó 3 bảng. Rồi. Sau đó là chúng ta tức là ở tận cùng ở bên dưới á là cái hồ sơ thiết kế dữ liệu chúng ta phải mô tả được. Rồi ở bên trên á là chúng ta sẽ mô tả cái hồ sơ thiết kế giao diện, tức là cái góc nhìn của cái người dùng. Họ sẽ nhìn thấy, họ sẽ sử dụng cái màn hình đó là như thế nào. Sử dụng những cái chức năng tra cứu nhân viên theo đơn vị như thế nào, gọi là cái dạng giao diện. Đây là cái hồ sơ thiết kế giao diện. Thì trong cái hồ sơ thiết kế giao diện á, đầu tiên là mình mô tả cái dạng của màn hình. Thì cái phần này là cái phần rất là biến động. Nó có rất là nhiều kiểu giao diện. Thì ở đây tôi chọn một trong những cái kiểu giao diện đơn giản, vừa phải. Tại vì nó liên quan đến cái tính tiện dụng, nhưng nó cũng không quá ư là gọi rằng là nó không tiện dụng. Đúng không ạ? Ở mức tiện dụng, ở mức thấp nhất có thể có. Đúng không ạ?
Thì chúng ta chỉ vẽ cái hình thôi, cái dạng giao diện này là cái dạng giao diện người ta gọi là dạng giao diện biểu tượng. Nhưng mà ở đây chúng ta chưa có hình ảnh. Cái dạng giao diện này được dùng rất là nhiều ở trên web, mà đặc biệt là ở trên mobile. Ở trên mobile, hiểu không ạ? Muốn tra cứu nhân viên theo đơn vị, bình thường chúng ta dùng cái combo box hay cái gì đó thì cái đó xưa rồi. Ở đây là tôi muốn đưa ra cái dạng biểu tượng cho các anh chị sau này chuẩn bị qua web với mobile cho nó dễ. Người ta mới nhìn thấy danh sách những cái đơn vị. Thì trong cái phần mà mô tả cái dạng như thế này thì không đủ đâu. Mình phải mô tả thêm là cái hướng dẫn sử dụng. Mình mô tả về cái ghi chú. Cái ghi chú này là cái để mà cho cái người lập trình. Tức là ghi như thế này á, vừa cho người lập trình vừa cho cái người dùng. Cái thông tin cần thể hiện của đơn vị bao gồm tên và số nhân viên. Mà thông tin này thể hiện là thể hiện như thế nào thì nó không nói, cái đó dành cho lập trình. Thấy không ạ? Nhưng mà bắt buộc là anh phải có tên và số nhân viên. Còn cái cách để người ta xem á là người ta đưa chuột đến cái biểu tượng thì xem thông tin của đơn vị và nhân viên. Thông tin thể hiện của nhân viên nó gồm có những cái này. Còn muốn xem danh sách nhân viên là click ở trên nhân viên. Kêu không ạ? Click trên nhân viên thì là sẽ xem được cái thông tin của nhân viên. Đây là cái hồ sơ thiết kế giao diện theo cái dạng đơn giản nhất có thể có, đơn giản nhất có thể có, các bạn. Sau khi xong cái hồ sơ thiết kế giao diện này rồi á, mình sẽ tới cái hồ sơ thiết kế xử lý. Hồ sơ thiết kế xử lý là một cái gì đó rất là khó khăn, rất là cực khổ, là chúng ta mô tả hệ thống những cái hàm xử lý cùng với cái việc mà kích hoạt phối hợp nó với nhau. Cùng với kích hoạt phối hợp, cái này là khó. Cái này rất khó nha. Ở đây tôi minh họa cho thấy một cái hồ sơ thiết kế xử lý đơn giản thôi. Tức là cái dữ liệu như tôi nói các anh chị là nó không thể tự động nó chui lên trên. Ở trên nó cũng không có đưa xuống dưới, hiểu không ạ? Thì ở giữa nó phải có những cái hàm xử lý, hồ sơ thiết kế xử lý. Nó xuất phát là đầu tiên là trên cái xử lý giao diện. Xử lý giao diện thì cái các anh chị mà học lập trình về biến cố thì biết là nó có những cái biến cố. Thì ở đây chúng ta có hai cái biến cố cần phải giải quyết. Biến cố thứ nhất là biến cố khởi động, và biến cố thứ hai là click ở trên đơn vị. Tại sao có hai biến cố? Tại vì các anh chị thấy rằng là trên hồ sơ thiết kế giao diện này á, trong cái hướng sử dụng nó nói là sao? Là click trên đơn vị, đây là một cái biến cố. Còn cái chuyện đưa chuột này đến á, thì là chúng ta sẽ tự xử lý được. Luôn luôn trên mọi màn hình á, là nó sẽ có một cái biến cố gọi là khởi động. Tức là mới vô là chúng ta đọc và xuất danh sách những cái đơn vị. Tức là mới vào người sử dụng phải nhìn thấy trên màn hình là những cái đơn vị. Phải nhìn thấy trên màn hình là những cái đơn vị. Thì họ mới click được chứ, hiểu không ạ? Thì như vậy rằng là mới vô chúng ta đọc và xuất danh sách những cái đơn vị. Rồi theo yêu cầu là khi click trên đơn vị thì thấy những cái nhân viên. Thì thấy những nhân viên á là đầu tiên là chúng ta phải biết đơn vị nào được chọn. Rồi sau đó là từ cái đơn vị này chúng ta mới ra danh sách nhân viên. Thì cái đoạn này chính là cái đoạn chúng ta làm thay cho họ nè. Có cái đơn vị chúng ta tìm nè, đây chính là cái chúng ta làm thay cho họ nè. Rồi sau đó là mình phải xuất ra. Hiểu không ạ? Thì đây là những cái hàm xử lý ở trên cái trên giao diện, hiểu không ạ? Thì cái hàm xử lý này chúng ta có thể viết trực tiếp hết ở trên giao diện này. Viết trực tiếp hết, đó là cái cách làm cách đây chắc cũng mấy chục năm mà. Thì người ta làm như thế đó, tức là có cái phần mềm là trên giao diện này phải viết sạch bách hết trơn luôn nữa, không ạ? Nhưng mà lúc sau này thì là người ta theo cái mô hình ba lớp thì người ta không làm như thế, người ta phải phân tách ra từng phần để chúng ta viết, không ạ? Tại sao như thế là câu chuyện dài mà tôi sẽ giải thích. Nhưng mà đại loại rằng là muốn đọc thì nó gọi đến cái hàm chuyên về đọc, nó có một cái hàm chuyên về đọc, chuyên về đọc nó gọi đến cái hàm này thôi chứ bản thân nó không có đọc. Muốn xuất á thì trong bài này thì tôi vẫn đưa cái xuất trực tiếp, sao mà tại vì minh họa thêm cái hàm xuất riêng luôn thì nó rối cho các anh chị. Nó đọc rồi cái cách xuất này tôi minh họa là lập trình, cái chọn này tôi minh họa, nhưng mà để mà tính nè, để mà tính thì nó lại gọi tới một cái hàm khác để nó tính. Nó có hàm là trích trúc danh sách nhân viên theo đơn vị, và nó có một cái hàm trích trúc đơn vị của nhân viên. Tại sao lại có cái hàm này nữa? Cái hàm này á là để mà tại vì thông tin của nhân viên là phải biết của đơn vị của họ, rồi nó có thêm cái hàm này, hiểu không ạ? Thì cái cách để mà thiết kế này á là nó dựa vào cái lập trình này á,
nó sẽ dựa trên một cái mô hình xử lý, người ta gọi rằng là cái xử lý trên bộ nhớ chính. Cái này tôi phải nói rõ chứ không thôi một số anh chị sẽ thắc mắc, cái mô hình á, mà lập trình mà gọi là trực tiếp trên cơ sở dữ liệu á, là chúng ta có cần cái phần nào á thì là chúng ta cứ quăng một cái câu query SQL lên trên cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu rồi nó sẽ trả về. Tức là muốn có cái đơn vị rồi muốn lấy danh sách nhân viên á, thì là chúng ta sẽ gửi cái câu select cái gì đó vân vân trên bảng nhân viên, nó sẽ trả về. Thì đó là cái kiểu lập trình. Thì cái này thì không lâu đâu, cái này thì cách khoảng chắc nó còn lập trình được nhiều thì tôi nghĩ khoảng 10 năm, khoảng 10 năm. Bởi vì vào thời điểm đó đó thì là những cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu nó còn sức mạnh, mà cái bộ nhớ chính của chúng ta nó nhỏ. Thì tất cả mọi cái xử lý á, là người ta phải dựa trên cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Nhưng mà theo cái biến động của cái công nghệ, cái sự tăng trưởng của cái công nghệ, thì cái bộ nhớ chính nó càng ngày càng lớn, lớn rất nhiều ở trong cái chuyện đó. Và để tăng cường cái tốc độ xử lý á, thì là người ta sẽ hạn chế tối đa. Các chị nghe cái câu này kịp nha. Cái tư tưởng người ta là hạn chế tối đa cái việc mà đọc ghi. Một trong những cái tiêu chuẩn để mà giúp ích cho cái việc tốc độ xử lý của phần mềm á, là anh đọc ghi có nhiều hay không. Và người ta cố gắng hướng đến mọi cái xử lý nó nằm trong bộ nhớ chính. Tại vì các anh chị biết là cái tốc độ mà đọc ghi á, nó rất rất là chậm so với tốc độ xử lý. Tốc độ xử lý ở trong cái máy tính mình là cái tốc độ điện tử, mỗi một giây nó làm cả triệu, cả tỷ cái phép tính. Đúng không ạ? Cả triệu, cả tỷ cái phép tính ở trong cái chuyện đó. Còn cái tốc độ mà đọc ghi ở trên cơ sở dữ liệu á, là cái tốc độ của cơ học. Tại vì trên cái đĩa cứng á, nó muốn đọc á thì nó phải quay. Nó cái chuyện quay nó không là cái cơ học rồi. Và chỉ cần một cái nhúc nhích của nó lên á, là ở trong này là chúng ta không biết làm được mấy tỷ tỷ lần. À, cái thời gian nó cắt nhau ghê gớm lắm. Các bạn, do đó là người ta có cái khuynh hướng là người ta đọc thông tin vào trong bộ nhớ chính rồi người ta xử lý ở trên đó, chứ người ta không đưa cái câu carry nữa. Không được không carry nữa đó. Thì là hiện nay là cái cách lập trình mà tôi, cái mô hình mà tôi đang hướng dẫn các anh chị là nó liên quan cho đến cái việc đó, hiểu kịp không ạ? À? Lúc mà đọc cái dữ liệu này là tôi sẽ đọc hết, tôi sẽ đọc hết vào bên trong cái bộ nhớ chính, rồi khi đó là khi cần tìm ra danh sách nhân viên á, tôi dùng cái xử lý chích trúc của ADO ở đây để mà tôi chích trúc. Nó có nhiều công nghệ lắm. Ở đây là tôi hướng dẫn cho các anh chị cái công nghệ ban đầu đơn giản là cái công nghệ ADO. Thì là cái bài chuyên không tôi có giới thiệu ở trong cái chuyện đó, là của cái môn lập trình quản lý thì họ đã được học cái công nghệ đó rồi, các bạn. Có nhiều người sẽ hơi phân vân là đọc hết vô bộ nhân chính thì liệu chịu có nổi hay không. Thực sự ra cái dữ liệu của chúng ta nhỏ lắm, nó cực kỳ lắm. Các anh chị hình dung là bây giờ là một cái hình nó là bao nhiêu, một cái hình của nó là mấy mê, đúng không ạ? Nhưng mà cái cơ sở dữ liệu thì nó nhỏ xíu à. Cơ sở dữ liệu này thì là nó còn nhỏ, còn cái khối lượng nó có 100 nhân viên thôi thì tôi không nói nha, mà nó nhỏ. Nhưng mà cái cơ sở dữ liệu các anh chị cho lớn hơn đi nữa luôn nữa đó, nó cũng không bao nhiêu hết trơn luôn nữa, so với lại mấy cái hình ảnh. Tới cái phần dữ liệu cái media rồi là các anh chị sẽ thấy ở trong cái chuyện đó, nghe không ạ? Và cái này không phải tôi nói lý thuyết, mà cái này thực tế của tôi làm rồi. Tôi đã load một cái cơ sở dữ liệu khoảng 1 triệu cái mục tin, nghe không ạ? 1 triệu cái mục tin. Tôi cũng đọc mà tôi cũng thấy vậy, nhưng mà tôi cũng không biết là nó tới mức độ nào. Tôi không có đủ dữ liệu, tôi có khoảng độ chừng 1 triệu 2 thôi à. Đúng là khoảng 1 triệu 2. Tôi đọc hết rồi trong bộ nhân chính không có sao hết trơn luôn nữa. Tốc độ nó chạy vẫn bình thường, rồi nó truyền qua mạng internet rồi luôn nữa, không có sao hết trơn luôn nữa. Nhờ đó các anh chị yên tâm, có nhiều người tôi biết như dạng bọn này do cái thói quen lập trình cũ của chúng ta đó,
rồi chúng ta ngại, rồi chúng ta đổi vào cái mới, chúng ta cứ muốn có gì đó chúng ta quăng carry lên cơ sở dữ liệu, hiểu không ạ? Và những cái ứng dụng nhỏ này thì tốc độ nó như nhau. Tôi không muốn các anh chị đi theo cái hướng cũ, hiểu không ạ? Tôi muốn là theo cái tốc độ, theo cái hướng, cái mô hình mới mà tôi rèn luyện suốt ở trong cái môn học này luôn nữa. Do đó cái ví dụ minh họa ban đầu của tôi á, để cho đơn giản luôn nữa đó, là cái phần mà dữ liệu lưu trữ này tôi lưu trữ dưới dạng một cái tập tin XML thôi, không có carry gì được hết trơn á, hiểu không ạ? Nhưng bắt đầu qua cái chương 2 á, thì khoảng tuần sau tôi sẽ đưa cái chương 2 lên á. Thì chương 2 á, là các anh chị sẽ thấy rằng là sao, là chúng ta tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách lập trình ở trên rất là nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau, hiểu không ạ? Chúng ta sẽ lập trình được ở trên là có thể Access cũng được nè, có thể SQL Server cũng được nè, có thể trên MySQL cũng được nè, có thể ở trên là cái SQLite cũng được luôn, không? Nói chung là tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách để làm việc tổng quát trên mọi cái loại cơ sở dữ liệu quan hệ có thể có, đều được hết trơn luôn nè, mà nó cũng dễ, không có gì khó khăn hết trơn đâu, các bạn. Còn ban đầu tiên để cho nó đơn giản thì tôi dùng một cái tập tin XML thôi, và các anh chị cũng không cần quan tâm nhiều cho đến phần đọc ghi đó, phần đọc ghi đó nó khá là đơn giản, các bạn. Đó là cái hồ sơ thiết kế xử lý của cái tra cứu nhân viên theo đơn vị, hiểu không ạ? Còn cái bài thêm nhân viên mới, tức là tôi minh họa hai phần, một phần á là cái chức năng gọi là khai thác thông tin, mà một phần gọi là cái chức năng tiếp nhận thông tin mà nhập vô. Thì cái chức năng tiếp nhận thông tin nó viết khó hơn chức năng kia rất là nhiều, thì khó hơn á, khó hơn, hiểu không ạ? Đối với các anh chị mới bắt đầu á, còn khi mà đạt đến cái ngưỡng nào đó rồi thì cái chức năng này là dễ hơn. Tại cái chức năng tiếp nhận thông tin này nó đòi hỏi rằng là chúng ta phải kiểm tra rất là chặt chẽ cái dữ liệu. Nhiệm vụ của cái chức năng này chỉ là nhập và ghi cơ sở dữ liệu chấm hết, hiểu không ạ? Nhưng mà nhập vô thì phải kiểm tra. Đây là cái hồ sơ thiết kế dữ liệu thì nó cũng giống như vậy thôi, nó cũng khác vậy, cùng một bài mà. Cái hồ sơ thiết kế giao diện á, đây. Đây tôi mô tả đơn giản cái dạng đó đây, mô tả là ghi chữ chọn thì nó cũng có một cái ý nghĩa là cho phép chọn á, hiểu không ạ? Thì chúng ta ghi chú là phải kiểm tra cái gì, kiểm tra họ tên khác trống, kiểm tra chứng minh nhân dân, kiểm tra ngày sinh, tất cả những cái ghi chú này là phải kiểm tra hết. Còn cái hướng dẫn sử dụng thì nó quá dễ, đúng không ạ? Hướng dẫn sử dụng thì nó quá dễ. Như cái phần kiểm tra này thì không có đơn giản đâu nha. Kiểm tra mà duy nhất rồi này nọ nó cũng không đơn giản đâu, đang làm. Thế thì cái thiết kế xử lý của nó như thế nào? Cái thiết kế xử lý của nó đó thì nó có mấy biến cố đây, cái gì ngó ở trên này nè, trên cái hồ sơ giao diện này nè. Luôn luôn có một biến cố ban đầu là biến cố khởi động. Luôn luôn nó có một cái biến cố khởi động. Khởi động là chẳng qua để nó tạo nên cái trạng thái ban đầu của màn hình. Người ta nhìn thấy trên màn hình cái gì? Thì ở đây muốn chọn cái gì đó thì trên màn hình nó phải có cái danh sách, hiểu không ạ? Thì cái biến cố khởi động nó chẳng qua đó là sao, nó làm sao mà nó đưa ra được cái danh sách ở đây cho người ta chọn. Và cái biến cố thứ hai là cái biến cố yêu cầu thực hiện chức năng, là người ta click đồng ý thì là nó sẽ thực hiện. Thì ở đây cái phần mà hồ sơ thiết kế xử lý này á, nó cũng có hai cái biến cố cần phải xử lý trên màn hình giao diện. Trong cái biến cố đầu tiên á, là chúng ta đọc và xuất danh sách đơn vị. Còn cái chuyện mà tạo và là xuất một cái nhân viên mới á, thì cái này là cái kỹ thuật lập trình. Mỗi một cái gọi là tùy theo một cái phong cách riêng thì chúng ta có. Ở đây tôi thì bao giờ cũng vậy hết trơn á. Ra một cái nhân viên mới là tôi tạo ra nhân viên mới và tôi xuất liền. Tạo ra nhân viên mới, tôi xuất cái thông tin ban đầu của họ, đúng không ạ? Cái biến cố thứ hai á là click đồng ý, rồi tôi mới nhập vô, nhập liệu vô trong nhân viên, đúng không ạ? Sau khi nhập xong xuôi rồi á, tôi sẽ kiểm tra cái tính hợp lệ của nhân viên. Nhập vô nhân viên có nghĩa là sao? Có nghĩa là đi từ ở trên cái giao diện nó mới chuyển xuống bộ nhớ chính. Từ trên giao diện nó mới chuyển xuống bộ nhớ chính. Cái từ xuất á là cái từ đi từ cái biến đi lên trên giao diện. Cái từ nhập á là đi từ giao diện cho xuống biến. Cái từ đọc á là đi từ bộ nhớ phụ vào bộ nhớ chính vào biến. Cái từ ghi á là đi từ bộ nhớ chính vào bên trong cái bộ nhớ phụ. Thấy kêu ạ, đây là những cái thuật ngữ ban đầu. Nếu mà hợp lệ rồi mới ghi. Thì là cái lưu trữ thì chúng ta đọc, nhưng mà chúng ta phải có phần ghi. Nào ạ, ghi ở đây là chuyển cái thông tin ra từ bộ nhớ chính vào bộ nhớ phụ.
chứ không phải chuyển thông tin từ từ trên màn hình giao diện đi thẳng vô đâu, không phải đâu các bạn. Còn cái nghiệp vụ này á, nghiệp vụ là cái mà chúng ta thay mặt cho họ làm đó, là chúng ta phải tạo ra một cái hồ sơ mới, giống như bình thường người ta tạo ra hồ sơ để người khác điền vô vậy đó, các bạn. Rồi kiểm tra cái nhân viên nó có hợp lệ hay không. À, thì đây là những cái kỹ thuật mà một phần nào đó thì là trong cái phần lập trình nó cũng có rồi, các bạn, lập trình nó có rồi. Đó là tôi giới thiệu và minh họa về hồ sơ, các bạn, chứ không không yêu cầu các anh chị là phải hiểu và coi như biết cách tự tạo ra hồ sơ thiết kế xử lý, tự tạo ra hồ sơ thiết kế giao diện, không không chưa yêu cầu, chỉ minh họa nó vậy thôi. Và tôi cũng minh họa luôn là cái việc lập trình của nó sẽ diễn ra như thế nào. À, đây. À, thì bây giờ đối với cái bài về tra cứu nhân viên á, đầu tiên là các anh chị sẽ chạy thử nè, không ạ? Nó cũng khá là đơn giản thôi. À, nó hiện ra mới vô biến cố khởi động nè, nó hiện ra danh sách đơn vị. À, cái này thì là tôi chọn cái cách để mà lập trình nó đơn giản thôi. Chúng ta click vô trong cái đơn vị này thì nó hiện ra danh sách nhân viên. Click vô đây thì nó hiện ra danh sách nhân viên, click vô đây hiện ra danh sách nhân viên. Chúng ta đưa chuột đến đơn vị á, thì nó hiện lên đây là tên và số nhân viên, đơn vị nhân viên. Đưa chuột cho đến là cái nhân viên thì nó hiện ra những cái thông tin của nhân viên. À, đúng theo cái hồ sơ thiết kế. Thấy không ạ? Đúng theo cái hồ sơ thiết kế. Đó, được không? Rồi. Còn về lập trình á, mặc dù cái ứng dụng này nó nhỏ thôi, tôi vẫn bảo đảm cho các anh chị được là cái mô hình 3 lớp. Các anh chị bảo đảm được cái mô hình 3 lớp ở mức độ đơn giản nhất có thể có. À, trong cái phần này là cái phần ban đầu đó, trong cái bài giảng tôi có nói đó, đây là cái mô hình này là mô hình 3 lớp đây nè, các bạn, mô hình 3 lớp. À, mô hình 3 lớp của chúng ta. À, ở đây có hàm xử lý F nè, các bạn. À, cái đoạn này tôi có giảng rồi đó. Đó. Nó có cái thành phần xử lý, thành phần lưu trữ và thành phần giao diện. Nó có những cái hàm nhập xuất, có những cái hàm xử lý, có những cái hàm đọc ghi. Thì ở đây là những cái hàm đọc ghi này tôi sẽ tạo chung trong một cái class gọi là xử lý lưu trữ. Những cái hàm này tôi đặt chung trong một cái class gọi là xử lý nghiệp vụ. Còn những cái hàm này là nó đi theo từng màn hình. Có cái màn hình nào thì có cái hàm ở trên cái màn hình đó. Thì sau này tới cái chương, ngay cái trong chương 2 này các anh chị cũng đã được minh họa một phần rồi, là tôi sẽ tắt cái màn hình này với lại cái hàm này ra. Màn hình là màn hình, hàm là hàm. Cái khái niệm về màn hình giao diện là một trong những cái khái niệm mà rất là dễ lẫn lộn, rất là dễ lẫn lộn, đúng không ạ? Rồi, thì trong cái ứng dụng này chúng ta có 3 phần. À, ở đây là cái phần thành phần lưu trữ nè, nó có một cái cơ sở dữ liệu, đúng không ạ? Cái cơ sở dữ liệu đó đó thì là ở đây là tôi cho thành một cái tập tin này thôi. Đây là cái cơ sở dữ liệu, nó là một tập tin. À, cho nó đơn giản là giống gì ở trên á, các anh chị thấy là ở đây là nó mới chứa cái thông tin. À, công ty nè, tên là nó có mấy đơn vị nè, rồi có những cái nhân viên, nó đơn giản. À, đây là cái XML thì tôi không yêu cầu các anh chị phải biết ở trong cái chuyện đó. À, nhưng mà ở đầu để cho nó đơn giản thì khỏi mất công minh họa về cái chuyện đọc ghi cơ sở dữ liệu gì hết trơn á, thì tôi đưa cái phần này cho nó đơn giản, các bạn, là chúng ta đọc vô trong phần này thôi. Rồi tôi giới thiệu phần đọc trước thôi. Ở đây là cái biến mà đối tượng toàn cục, thì trong này nó có tên cơ sở dữ liệu. Cái thư mục cơ sở dữ liệu á thì hai chấm này là ý nghĩa đó là đây là thư mục của solution. Thư mục của solution đó nha. Tại vì chúng ta đứng bắt đầu vô á, khi mà làm việc á, là chúng ta đang ở cái tra cứu nhân viên đây nè, thì là chúng ta đang ở cái thư mục debug này ha. Thư mục debug này chúng ta đi lên cái là thư mục bin ra debug, debug đi lên nữa, nó đi lên rồi đi qua bên này mà đúng, nó lên ở lên phía trên này luôn nữa, là nó ra cái quản lý nhân viên một này, nó mới lên tới cái phần bên này luôn nữa đó, thì nó mới ra là thư mục của solution. Từ cái mục solution thì chúng ta mới lấy ra cái tập tin quản lý nhân viên một, các bạn, cái này các anh chị chỉnh sai ra. Thì cái đường dẫn của nó thì bằng thư mục cơ sở dữ liệu. Và cái việc đọc á thì các anh chị thấy là đọc nguyên cái cơ sở dữ liệu vô nó cũng rất là đơn giản. Và chúng ta chỉ cần read XML thôi. À, không sao hết. Tôi muốn minh họa ban đầu cho nó đơn giản mà. À, coi như là cái tầng lưu trữ này chúng ta bỏ qua. À, chúng ta mới xem xét ở trên cái tầng về giao diện và tầng xử lý.
anh chị thấy nó có hai cái biến cố, mà hàm xử lý biến cố khởi động mà, và cái hàm xử lý khởi động tức là biến cố khởi động á. Còn trong cái biến cố này á, thì nó có một cái biến cố duy nhất là chọn đơn vị thôi. Trong cái biến mà đối tượng toàn cục này á, thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ gọi đến những cái hàm lưu trữ, nó sẽ gọi đến những cái hàm nghiệp vụ, thì nó có hai cái đối tượng là lưu trữ và nghiệp vụ. Còn đây là cái dữ liệu của nó, thấy không ạ? Trong cái mô hình này là các anh chị thấy đây nè, ở tầng ở trên này nó gọi xuống hai tầng này nè, thấy không? Cái đối tượng này ở đây nó là chính là cái dataset nè, ở đây nó gọi xuống xử lý nghiệp vụ, đây nó gọi xuống là xử lý lưu trữ. Tôi chỉ muốn minh họa cho các anh chị thấy thôi, thấy không ạ? Có thể là cái phần này trước đây chúng ta đã lập trình được rồi, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta lập trình theo một cái mô hình nào đó khác đó. Thì cái phần này là luôn luôn là nó sẽ có đó. Một là một cái đối tượng dùng để mà đối tượng này nó gọi là đối tượng chức năng, phải không ạ? Một cái chức năng chuyên về lưu trữ, một cái chức năng là chuyên về xử lý tính toán, mà còn đây là một cái dữ liệu. Trong cái phần khởi động này á, thì có thể đối với một số anh chị thì chưa quen là cứ lập trình ở trên cái biến cố from loss, thì ở đây tôi không có biến cố from loss nha. Tại vì bản chất mỗi một cái màn hình giao diện á, thì nó luôn luôn nó là một cái đối tượng, nó là một cái đối tượng thôi. Cái này nói ra thì nó dài dòng lắm, phải qua đến phần khác. Đại loại là tôi muốn minh họa cho các anh chị rõ ý niệm nó cũng là một đối tượng thôi. Thì nó ở đây là những cái biến thành phần của nó đó. Cái đối tượng này nó rất là đặc biệt, là bản thân của nó đó là nó phải chứa những cái thông tin thể hiện được. Mỗi một trên mỗi một cái màn hình này, đây là một cái nguyên cái đoạn này là một cái class, phải không ạ? Mà chúng ta tạo ra thì chúng ta phải có phần new, phần new. Cái thông tin của cái class này nó vừa chứa cái phần này vừa chứa phần trên này, tức là ở dưới này là nó chứa những thông tin của những cái biến trong bộ nhớ chính, ở đây là nó chứa những cái thông tin thể hiện cho người sử dụng, và nó sẽ có những cái hàm xử lý biến cố, nó sẽ có những hàm xử lý biến cố. Mục tiêu của ví dụ minh họa là như thế. Thì là ở đây nó có cái hàm new, cái hàm new này thì mới vô nó bắt buộc, cái này nó tự động nó làm cho các anh chị đó, phải không ạ? Các anh chị mà tạo ra một cái form mới thì chẳng hạn chúng ta add new một cái window form, phải không ạ? Cái gì đây, nó làm gì mà lâu vậy nè? Ủa sao trong này ở đây một cái window form đây, rồi chúng ta bấm add đó, phải không ạ? Thì các anh chị view code này, không ạ? Chúng ta đừng đúng bằng click vô nha, cái view code thì nó hiện ra không có gì hết. Các anh chị gõ là public sub new, các anh chị đánh enter thì tự động nó phát sinh. Ở dưới này chúng ta muốn làm gì đó chúng ta làm, theo kịp không ạ? Thôi được rồi nha, tôi xóa cái này đi. Thì trên màn hình này á, là cái phong cách á, là mới vô chúng ta gọi đến hàm khởi động. Hàm khởi động này chứ đừng có gõ trực tiếp vô trong này đó. Bây giờ cái hàm khởi động này á, thì là chúng ta sẽ gồm có hai phần. Một hàm là khởi động dữ liệu, là từ cơ sở dữ liệu chúng ta chuyển thành dữ liệu. Thì cái đoạn này là chúng ta chỉ đọc dữ liệu nghĩa là xong thôi đó, đọc vô hết rồi đó, đúng không ạ? Còn cái khởi động thể hiện này á, thì cái này thì là các anh chị phải chịu khó xem lại cái phần về cái window form mà cái ido.net mà tôi có gửi qua thôi, chứ tôi không có giải thích được nhiều. Ở đây phần này là phần căn bản rồi, phần căn bản, đúng không ạ? Phần căn bản chúng ta tạo ra những cái đối tượng thể hiện nè, cho là bản thân đối tượng này lúc này tôi cho là một cái button thôi. Chúng ta xuất cái thông tin tóm tắt, rồi xuất cái ghi chú nó, rồi chúng ta định dạng thể hiện của nó, rồi để mà chuẩn bị biến cố chọn chúng ta đem đơn vị này bỏ vào đơn vị chấm tắt. Cái này nói là dài dòng lắm nha, nó cả một quá trình của nó. Rồi chúng ta add handle như thế này là chúng ta nói rằng là khi người ta click thì hàm này sẽ được thực hiện, khi người ta click hàm này sẽ được thực hiện. Còn chúng ta đưa cái đơn vị này vô cái chấm phát này là chẳng qua để chúng ta chuẩn bị cho cái biến cố chọn này, chúng ta mới lấy ra nè, xác định được cái đơn vị nè, phải không ạ? Rồi tạo danh sách nhân viên là chúng ta gọi đến cái hàm này nè, phải không ạ? Rồi xuất cái danh sách, xuất danh sách thì cái đoạn thể hiện này tôi ghi trực tiếp vào trong này luôn nữa đó, ghi trực tiếp vào trong này luôn nữa, hiểu không ạ? Thì chuẩn bị biến cố chọn không có click trên nhân viên cho nó không có cần,
Đó là nói về trên cái màn hình giao diện. Còn trong cái phần xử lý nghiệp vụ này á, thì là cái thứ nhất là cái trích rút. Ở đây nè, trích rút, cái này là cái căn bản của ADO ha. Chúng ta gửi vào cái đơn vị, nó trả về một list of data row. Thì là chúng ta lấy ra là chúng ta select một cái là xong thôi. Là một. Thứ hai á, là có một cái nhân viên nó sẽ trả về một cái đơn vị, đúng không ạ? Thì nó cũng select thôi, không có gì hết. Nó đúng theo cái ví dụ minh họa mà tôi có rồi cái hồ sơ thiết kế, đúng không ạ? Nói chung là hồ sơ thiết kế có cái gì thì tôi sẽ tôn trọng ở trong cái phần đó, đúng không ạ? Phần này á, là đối với một số anh chị thì tôi nghĩ là nó sẽ dễ dàng, nhưng mà phần này đối với một số anh chị thì tôi nghĩ sẽ rất là khó khăn. Là tại vì chúng ta chưa biết lập trình gì hết trơn á, thì select audio Windows Form gì đó chịu, cái đó là các chị phải cố gắng thôi. Tôi chỉ có thể giúp các anh chị bằng cách là sao, tôi đưa lại những cái bài cũ căn bản để các anh chị học cho nó có phim luôn. Chứ còn môn này như tôi nhắc lại là không phải là môn học về lập trình, nó có cả nguyên một cái môn học để mà học, để mà cuối cùng ra nó mới làm được mấy cái chuyện như thế này, hiểu không ạ? Thì không thể nào tôi giảng là được hết trơn, mà nó không đúng ý nghĩa của môn học luôn nữa, đúng không ạ? Rồi, đó là nói về cái phần là tra cứu. Bây giờ tới cái phần nhập liệu. Đó. Phần nhập liệu này chúng ta phải kiểm tra rất là chặt chẽ. Đó. Nó đúng cái màn hình nó hết trơn, đúng không ạ? Chúng ta không đồng ý thì nó phải bảo là họ tên, phải khác trống cái gì đó vân vân. Ngày sinh này mà chúng ta gõ vô là 19 là thí dụ như là 12 chẳng hạn, chúng ta bấm nó báo luôn cái ngày sinh. Cái mức lương này á, mà chúng ta cho thí dụ như ABC gì đó, ABC đây nó là chặn rồi, đúng không ạ? Cho trừ cái này là nó có sẵn thì không có cần, đúng không ạ? Thì nó báo lỗi hết, nó báo lỗi. Thì ở đây là các anh chị bắt buộc là phải nhập cho nó đúng. Thí dụ chúng ta nhập ra đây 4,5 triệu, đúng không ạ? Ngày sinh này chúng ta nhập đây là 1980, đúng không ạ? Địa chỉ này chúng ta nhập gì là AA gì đó, cái này là DDD gì đó, bấm thử coi. Nó còn bảo chứng minh phải cắt trống mà duy nhất, chúng ta gõ là chứng minh nhân dân là 123, đúng không ạ? Chúng ta bấm Enter thì nó bảo là đã ghi hồ sơ mới. Tức là phải báo lỗi rất là chặt chẽ nha. Các anh chị có thể mở ra các anh chị xem coi là nó có ghi hay không, đúng không ạ? Ở trong này nè, thì là chúng ta sẽ thấy rằng là nó phải ghi cái người tên DDD là chứng minh nhân dân là 123 gì đó. Nó ghi vô rồi, nó có cái ID là 85, hay không ạ? Thì ở trong cái phần này thì cái phần lưu trữ nó cũng tôi cũng làm đơn giản thôi. Đó. Phần lưu trữ thì ngoài cái chuyện đọc thì bây giờ nó có thêm phần ghi. Phần ghi các anh chị thấy nó cũng rất là đơn giản, là bằng cách nó bỏ cái dòng vô là nó write email thôi. Trên cái màn hình của chúng ta đó thì nó cũng theo cái thiết kế, trên này thì các anh chị thấy nó vẫn có là cái phần nào là cái lưu trữ nghiệp vụ. Ngoài cái dữ liệu này thì nó có thêm cái nhân viên này tương ứng với nhân viên mới ha. Trong cái biến cố khởi động của chúng ta đó thì các anh chị thấy tôi làm điều gọi tới khởi động thì nó có chia làm hai phần, khởi động dữ liệu và khởi động thể hiện. Khởi động dữ liệu là chúng ta đọc rồi chúng ta tạo ra nhân viên mới, chúng ta gọi hàm xuống dưới. Rồi cái khởi động về thể hiện là chúng ta xuất danh sách đơn vị, xuất danh sách nhân viên. Đúng là cái này tôi đưa vô phần nhập xuất á, không ạ? Mà thôi tôi để chung như thế cho các anh chị xem cho nó dễ, không ạ? Nó tạo thành hàm của nó hết. Rồi trong cái xử lý biến cố á thì các anh chị sẽ thấy rằng là tôi sẽ nhập nhân viên. Ở đây tôi nhập đơn giản nè. Rồi tôi kiểm tra nó ghi mới có được hay không, nếu mà không có lỗi thì tôi mới ghi. Hiểu không ạ? Rồi nếu mà chuỗi lỗi mà bằng rộng á thì tôi mới thông báo, rồi cái đoạn này là tôi tạo ra một cái hồ sơ mới thôi, còn không thôi là tôi thể hiện thông báo chấm test bằng cái chuỗi lỗi. Cái phần nhập nè là các anh chị thấy là nhập nhân viên là đi từ cái bộ nhớ, cái thể hiện này là những đối tượng thể hiện đó chui vào bên trong bộ nhớ chính, đúng không ạ? Chui vào bên trong bộ nhớ chính. Còn cái phần xuất á là cái thông tin từ ở trong bộ nhớ chính là cái đối tượng data row này nó đi vào bên trong cái phần này, hiểu không ạ? Cái phần mà xử lý, phần đọc, phần ghi thì em nói rồi, cái phần xử lý là nó chỉ tính toán thôi. Thì trong cái phần nghiệp vụ này á
thì là ngoài cái phần khai thác thông tin này là tôi bổ sung phần tiếp nhận thông tin, kiểm tra này. Kiểm tra thì kiểm tra phải rất là chặt chẽ, kiểm tra họ tên, kiểm tra chứng minh nhân dân, đây là cái kỹ thuật lập trình để kiểm tra mức lương, kiểm tra ngày sinh, kiểm tra địa chỉ, vân vân. Còn cái tạo nhân viên mới thì nó chỉ nêu thôi, không gì hết, nó gán cái giá trị ở ban đầu, nó gán cái giá trị ban đầu. Đó là tôi minh họa. Và cái bài tập tôi cho đó là bài tập gì? Bài tập tôi cho trong cái phần này á là cái thứ nhất là các anh chị lập trình lại cái ví dụ minh họa. Thì đối với những anh chị đã học cái lập, đã học phần lập trình này rồi thì là chịu khó làm lại, chịu khó làm lại nha. Và tại vì là tôi ban đầu như tôi nói là tôi ưu tiên cho một số anh chị mà chưa có biết nhiều á, không ạ? Chứ còn đúng ra thì tôi không được phép cho cái bài tập như thế, nó quá ư là đơn giản, không ạ? Thì các anh chị có thể làm thêm giùm tôi cái bài thứ hai là tra cứu nhân viên theo mức lương. Các anh chị dựa trên cái bài này nè, các anh chị làm cho tôi là tra cứu nhân viên theo mức lương, thì là các anh chị tạo ra một cái solution mới để các anh chị làm ở trong cái phần đó, hiểu không ạ? Thì thực sự ra là những cái bài này là tôi sẽ cho theo một cái dạng cuốn chiếu, tức là tôi cho bài tập rồi sau đó tôi sẽ cung cấp cái bài giải nếu mà cảm thấy cần thiết. Thì nếu anh chị, tôi thấy các anh chị làm bài cái này cũng chưa được nhiều quá, các anh chị phải cố gắng làm tôi ở mức tối thiểu. Thì tôi mới nói qua về là cái buổi hôm sau, không à, cái bài sau chứ không phải buổi hôm sau nữa, các anh chị phải chuẩn bị trước rồi á. Thì là cái phần tài nguyên học tập này là tôi đã đưa cho các anh chị nè, cái phần này là của tài liệu học tập nè, còn cái đoạn này chính là cái đoạn sau đây, cái đoạn sau không phải ở đây, tôi ở đây là công nghệ phần mềm, sao nó cũng đặt lên là cái khái niệm phần mềm vậy ta, ok đó, khái niệm về công nghệ phần mềm ở đây, đây là cái bài sau tôi đưa cho các anh chị đó nè. Thì tôi sẽ mở ra cho các anh chị xem, đây là cái bài này, tài liệu này tôi có trải về cho các anh chị rồi. Thì các anh chị thấy là trong cái phần mà tra cứu nhân viên này á, thì tôi sẽ cho các anh chị vào cái bài là tra cứu nhân viên theo mức lương, nghe không ạ? Nó có sẵn cái bài tra cứu nhân viên theo mức lương. Chúng ta gõ đây, chúng ta đánh enter luôn. Cái giao diện nó ban đầu thì là còn đơn giản, nghe không ạ? Chúng ta cho đây là 5 triệu, thì nó còn có 2 người thôi, nghe không ạ? Mức lương một cái 4,5 triệu, một cái là 4,8 triệu. Thì các anh chị nào mà không có làm được thì bắt đầu mà coi cái bài giải của cái bài này, nghe không ạ? Rồi cái cách để mà nhập liệu một cái nhân viên, cách nhập liệu để một cái nhân viên, thì ở đây là chúng ta bấm đồng ý vô luôn, đúng ra nó không có cái lúc này, nhưng mà bấm vô là chưa chọn nhân viên, nghe không ạ? Thì chúng ta phải chọn nhân viên, chọn nhân viên thì chúng ta là dùng cái tra cứu này để chúng ta chọn nè, Phí Long Bảo Châu gì đó chọn, nghe không ạ? Rồi chúng ta mới cập nhật cái hồ sơ của họ, ví dụ chúng ta đổi lại là cái tỉnh thành phố Hồ Chí Minh hay là cái gì đó đại khái, nghe không ạ? Bấm đồng ý, thì cập nhật hồ sơ Phí Long Bảo Châu rồi, thì mở ra cơ sở dữ liệu các anh chị sẽ thấy. Thì trong cái phần này là cái chính yếu của nó là cái phần mà để mà kiểm tra cái hồ sơ có hợp lệ hay không. Thì chúng ta có phần kiểm tra cập nhật, đúng không ạ? Hồi nãy chúng ta có phần kiểm tra thêm mới rồi, thì bây giờ là chúng ta phải có thêm cái phần kiểm tra cập nhật ở trong cái này. Tôi không có cho cái bài thêm mới đó, nằm bài cũ rồi. Ở đây tôi chỉ đưa cái phần kiểm tra cập nhật này thôi, đúng không ạ? Còn cái màn hình chọn nhân viên thì bản chất của nó chính là cái màn hình, cái màn hình tra cứu, sau này là chúng ta sẽ gom nó lại thành một màn hình tra cứu. Chỉ có điều rằng là khi mà xử lý cái biến cố này á, khi mà chọn cái đơn vị thì ông nói rồi, khi mà chọn cái nhân viên á là chúng ta mới gán cái nhân viên chọn này bằng thẻ nhân viên chấm tắt, rồi chúng ta đóng màn hình lại liền, đóng màn hình lại liền. Thì trong cái màn hình cập nhật nhân viên này á, khi mà ứng với lại cái biến cố và chọn nhân viên á, đồng ý này thì em nói rồi, trong cái biến cố chọn nhân viên á, nhập nhân viên nó cũng giống như vậy thôi, chúng ta mới show nó lên đây lock, rồi sau đó chúng ta mới lấy ra cái nhân viên chọn này. Cái kỹ thuật ban đầu này tôi cho rất là đơn giản, là tôi dùng cái biến toàn cục, cái lúc sau này tôi không dùng cái này nữa đâu,
này nó dở lắm. Đây là cái biến gọi là đối tượng giao tiếp, ở đây là phần public, hiểu không ạ? Public do nó mới truy cập được ở bên bên cái màn hình ở bên đây, hiểu không ạ? Nó mới truy cập được thì nó mới lấy. Và ở đây chúng ta phải kiểm tra nè, nếu mà is not nothing thì là chúng ta mới xuất nhân viên. Is not nothing thì chúng ta mới xuất nhân viên. Thì cái bài này giao diện nó còn là rất là đơn giản, tại vì tới đây á, một cái dạng giao diện sau này các anh chị thấy ở chỗ này á, là chắc chắn là khi bấm đồng ý một cái á, là nó sẽ báo lỗi liền, mà không báo lỗi là nguy hiểm á, thì nhân viên chưa có chọn mà, thì tại sao mình phải để cái phần đó. Nếu mà các anh chị chỉ cần chỉnh lại một chút xíu trong cái phần khởi động này á, thì là các anh chị cho cái là ví dụ như là cái xử lý đồng ý này á, chấm cái visible là bằng phone là nó sẽ không thấy, hiểu không ạ? Nó sẽ không thấy. Còn sau khi mà mình đã chọn xong cái nhân viên này rồi á, thì mình mới cho là cái xử lý đồng ý chấm cái visible của mình là bằng true, thì cái dạng giao diện của nó sẽ bảo đảm cái độ tiện dụng hơn. Mới vô nó không có, nó bắt buộc chúng ta phải chọn. Còn cái này cái gì muốn đặt ở đâu cũng được thôi. Thì sau khi chọn xong cái nhân viên rồi, nếu mà ở đây chúng ta click vô thế này luôn, không chọn gì hơn, nó vẫn không hiện, đúng không ạ? Click qua đây mà chúng ta không chọn gì nó vẫn không hiện, đúng không ạ? Chúng ta phải click rồi chúng ta chọn là như thế này, đó thì nó hiện ra cái đồng ý. Đó. Còn đây tôi minh họa thôi. Cái chọn nhân viên này các anh chị có thể chọn, có thể đặt ở chỗ nào đó khác cũng được, đúng không ạ? Chúng ta muốn đặt ở đâu cũng được hết trơn, thì cái này thì các anh chị chỉnh lại thôi. Những cái bài đầu thì tôi để cho nó trực quan, còn lúc sau này như là tôi mấy cái màn hình sau là tôi để qua bên đây nè, cho nó nhỏ nhỏ lại thôi. Đó, cập nhật nhân viên ở đây, chọn nhân viên đây để cho cái này nó cầm giữa ra, thấy không ạ? À, thì khi mà chạy thì mới vô là nó không có cái phần như thế này. Đó, chọn nhân viên ở đây thôi, thấy không ạ? Thì muốn đặt ở đâu cũng được, không quan trọng, không quan trọng đó. Thì mục tiêu lớn nhất của cái phần hồ sơ thiết kế và là cái phần lập trình này á, là tôi muốn minh họa về mô hình ba lớp, là một cái kỹ thuật lập trình ở trong cái mô hình ba lớp. Nó luôn nó phải có ba phần rõ nét, là cái phần về giao diện, cái phần về lưu trữ và cái phần về xử lý nghiệp vụ. Đó là cái kỹ thuật mà tôi muốn trình bày cho các anh chị, để cho các anh chị làm quen dần dần. Đó là cái phần minh họa, không ạ? Thì cái bài tập ở đây á, tới phần này bài tập á, là chúng ta phải tra cứu nhân viên theo tuổi và chúng ta cập nhật cái đơn vị. Thì các anh chị chỉ dựa trên cái bài của tôi là các anh chị có thể làm được, không ạ? Bài này thì còn ngoài này là các anh chị phải lập trình lại nè, cái này phải tốn thời gian là phải chịu thôi nha, phải lập trình lại. Nhưng mà thí dụ như là các anh chị đã lập trình được cái xử lý lưu trữ rồi, thì cái nào là của các anh chị rồi thì các anh chị cứ để yên nó, là các anh chị cắt dán gì đó các anh chị làm gì đó làm, không sao hết. Cái gì mà chúng ta có gõ vô một lần rồi á là của chúng ta luôn. Còn cái gì, cái nguyên tắc á mà chúng ta chưa có gõ lần nào hết trơn á là phải gõ lần đầu tiên. Cái gì nhớ cái cách làm bài tập của tôi là vậy nha. Cái gì mà chúng ta chưa có gì hết trơn là chúng ta phải làm lần đầu tiên, đối với cái bài tập tối thiểu và bắt buộc. Còn đối với bài tập rèn luyện thêm thì các anh chị được phép sử dụng những cái của tôi cung cấp sẵn. Đối với bài tập rèn luyện thêm thì được phép sử dụng những cái tôi cung cấp sẵn, hiểu không ạ? Và nếu mà các anh chị có làm được ở cái mức rèn luyện thêm rồi thì các anh chị nộp một cái project, một cái solution ở trong cái phần đó thôi cũng được, không nhất thiết phải nộp cái phần bắt buộc tối thiểu, nộp hai lần gì, hiểu không ạ? Nhưng mà cố gắng giùm tôi là phải làm được ở mức bắt buộc, ở mức tối thiểu, hiểu không ạ? Rồi các anh chị nãy giờ nghe tôi giảng thì không biết là có thắc mắc gì không thì hỏi giùm, có thể gửi ý kiến cho, hỏi xem có phần thắc mắc nào hay không. Các anh chị cố gắng cài cái bản Express 25 đi, Express 25 Windows XP ha, là nó hơi căng, tôi cũng không biết, tôi chưa thử cho cái phần đó. Nhưng cái phần Express thì nói chung là nó cũng nhẹ thôi mà. Mô hình ba lớp là cái mô hình mà người ta đang sử dụng, gọi là, nếu mà tôi nói 100% thì nó quá đáng luôn nữa, chứ còn thực sự ra là
trừ ra những cái nơi lập trình hơi lung tung thôi, chứ còn gần như hay những nơi nào làm ăn chuyên nghiệp đàng hoàng thì họ đều làm trên cái mô hình ba lớp hết. Không là có điều là nó có rất là nhiều cái biến thể của mô hình ba lớp, đúng không ạ? Có nhiều cái biến thể thôi. Tại sao phải lập trình trên mô hình ba lớp thì có lúc khác thì tôi sẽ nói thêm cho các anh chị ở trong cái chuyện đó. Thì cái mục tiêu của nó là cái chuyện gọi là dễ bảo trì, nó phải lắp ghép những cái thành phần nó nhanh, đúng không ạ? Tại vì bây giờ người ta đổi giao diện rồi nhiều lắm, thì có thể bữa hôm sau tôi sẽ nói về cái mô hình ba lớp. Thì nếu các anh chị mà không có cài được cái 215 á, thì là các anh chị cũng làm sao các anh chị có được cái framework 4.5 giùm tôi nha. 2.10 cũng được vậy, nếu không thôi á, là những cái ví dụ tôi đưa qua đó thì là các anh chị lại không có xài được nha. Tức là ở trên này á, các anh chị cố gắng làm sao mà có được cái framework này là 4.5 nha. Framework này là 4.5. Đó. Còn không phải là 2.15 thì cũng được, nhưng mà miễn sao là cái framework đó nó phải là 4.5. Thì cái phần framework đó các anh chị có thể tải về. Tải riêng nha. Cái framework 4.5 chúng ta có thể tải riêng. Chúng ta có thể tải riêng hoàn toàn, nó không có bắt buộc là phải phải tải chung với lại là cái phần mềm Visual, phải không ạ? Nó cho phép chúng ta tải riêng. Chúng ta có thể nói là download cái gì đó. Download cái framework 4.5.2 gì đó nè, phải không ạ? 4.0 nhưng mà click chỗ này chắc nó cũng hiện ra đủ hết trơn. 4.5.2 thì hơi mạnh quá, chúng ta chỉ cần là 4.5 thôi. Đó. Ở trên Microsoft nè. Cái này thì nó cho miễn phí luôn nữa mà. Đúng không ạ? Nên các anh chị nên tải từ những cái site của Microsoft nha, đừng có tải những cái site lung tung hết trơn luôn nữa, đúng không ạ? Hay cái gì cứ tải về thôi. Cứ tải cái framework như vậy ha. Rồi các anh chị chọn cái có thể không nhất thiết là phải dùng cái, nhưng tôi sợ rằng là cái không biết rằng là cái 2010 nó có hiểu được cái framework 4.5 hay không á, có khả năng nó sẽ hiểu. Tại cái 2010 tôi bỏ lâu lắm rồi, tôi dạy cách đây mấy năm rồi, cái kỳ vừa rồi là tôi dạy 2013, còn bây giờ là tôi sẽ dạy 2015 để tôi muốn các anh chị tiếp cận với cái công nghệ mới, phải không ạ? Cái cách đặt tên là rất là quan trọng nha, các anh chị cố gắng tuân theo cái quy cách đặt tên. Những cái bài đầu thì là tôi còn dễ dàng một chút, nhưng mà lúc sau này á, cái đặt tên nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thì một một cái buổi đầu tôi không thể nói được quá nhiều. Rồi thì dần dần cái cách đặt tên là tôi sẽ nói, nhưng đầu tiên là các anh chị theo cái cách đặt tên của tôi trước đi, phải không ạ? Có lúc thì tôi sẽ nói rõ về cái phong cách đó. Đúng không ạ? Thì ở đây cái cách đặt tên nó là một trong những cái phong cách của từng cái đơn vị dịch vụ làm phần mềm, cái phong cách của họ. Ở đây chúng ta không bàn cái chuyện rằng là cách đặt tên nào hay hơn cách đặt tên nào, vậy cái chuyện đó vô nghĩa. Ở trong một cái cơ quan á, cái mà họ cần là cái thống nhất cái cách đặt tên để mọi người cùng trao đổi, cùng giao tiếp với lại nhau, theo kịp không ạ?
giống như trong một đội bóng á, nó sẽ cũng có một số cái thống nhất về cái cách chơi bóng để cho mọi người đều cùng hiểu ý với nhau, không phải chơi luôn nữa trong cái chuyện đó. Và cái cách nào hay hơn cách nào nó cũng mơ hồ lắm. Nhưng mà một cái cầu thủ mà chuyên nghiệp á thì là họ đá kiểu gì đó không biết, nhưng họ lọt vô cái đội A, đội A họ đề nghị một phong cách như thế này là họ phải theo cái đội A. Còn khi họ chuyển qua một đội B thì họ sẽ đá theo cái kiểu của đội B. Chứ họ không nói là tôi quen với đá kiểu này rồi tôi không đá kiểu kia. Trừ ra là ngôi sao, phải không ạ? Thì người ta phải nhường thôi. Nhưng mà cái chuyện đó cũng hiếm lắm, tại vì ngôi sao mà đơn độc thì không làm ăn gì được hết trơn đâu, phải không ạ? Các anh chị là cái người lập trình chuyên nghiệp. Các anh chị không thể nói là em đã quen theo cái cách này rồi, em vô một cái công ty làm phần mềm nào đó, người ta nói làm theo cách này, QR đặt tên là cách này, cái gì nó không, tôi quen với lại cách đặt tên cái này rồi, không được. Như thế thì người ta sẽ mời các anh chị đi ra ngoài. Hiểu không ạ? Cái phong cách, một trong những cái tôi cũng muốn luyện cho các anh chị đó là sao? Là cái phong cách làm việc chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp ở đây là theo nghĩa nào? Theo nghĩa là cùng theo một cái phong cách thống nhất nào đó đã được quy định, chứ không phải làm riêng theo cái ý của mình. Tại lập trình ở đây á, là hiện nay á, là các anh chị chỉ lập trình đơn lẻ một mình các anh chị. Tôi không tạo nổi cái môi trường, kể cả sinh viên chính quy luôn, tôi cũng không tạo nổi cái môi trường là một cái tập thể, một cái nhóm, tại nó phức tạp lắm trong cái chuyện đó, phải không ạ? Thì tôi không nói là cái đặt tên của tôi là hay đâu, nó cũng có những cái dở và nó cũng có cái hay của nó. Nhưng ở đây là chúng ta cần có một cái sự thống nhất chung giữa cái bài giảng, giữa cái cách đặt tên của tôi với cái đặt tên của các anh chị, với cái đặt tên của những người khác, để mà mình có thể cùng làm việc được với nhau. Tôi gửi những cái bài qua là các anh chị theo đó tiếp tục làm, là các anh chị trao đổi thảo luận với bạn bè là được, là chúng ta luyện được một cái phong cách về cái tính chuyên nghiệp, là tự ép mình đi vào bên trong một cái ngữ cảnh mới, phải không ạ? Mà do cái điều kiện bắt buộc. Chứ đừng có nhận xét rằng cái đặt tên của thầy chỗ này nó dở chỗ kia hay chỗ nọ, không, tôi không có nói cái đặt tên của tôi hay đâu, phải không ạ? Nhưng các anh chị phải theo nha. À, có người hỏi câu đó là tôi trả lời đó nha. Có người nói là em lập tên control em khác đi có được hay không, à, tôi trả lời đó. Cái gì, có người nói là gõ lại code của tôi thì khi debug nó báo lỗi gì đó tôi không biết luôn nữa. Cái đó thì nó theo cái ngữ cảnh rồi, còn cái bản thân cái chương trình đó thì nó đang chạy mà, nó đang chạy mà, tôi đưa qua cho các anh chị là nó đang chạy mà, chạy debug thì nó cũng sẽ chạy thôi, thấy không ạ? Báo lỗi from gì đó, cái gì hỏi câu đó thì hơi mơ hồ quá, tôi không biết trả lời như thế nào. Các anh chị nhớ là gửi ý kiến cho tôi thì gửi qua một chấm hỏi nha, đừng có gửi trong cái phần thảo luận của các anh chị nha. Báo lỗi from là báo lỗi gì thôi, không hình dung ra được. Có người hỏi môn này rất giống môn kỹ thuật lập trình nữa mà hỏi ở trong một thảo luận nè. Không, cái môn này là môn học về thiết kế. Còn cái phần lập trình là để minh họa thôi, tại vì tất cả những cái phần này là học lập trình là nguyên tắc là chúng ta đã biết rồi, tôi chỉ thêm phát vô thêm thôi. Cái đoạn sau á thì nó mới nhiều, còn cái đoạn đầu này còn đơn giản lắm. Các anh chị sẽ thấy rằng những cái gì mình học á nó sẽ gấp 4, gấp 5 lần cái việc mà chúng ta đang minh họa ở đây, nó còn đơn giản lắm nha. Form thì các anh chị phải tự tạo thôi, các anh chị phải tự tạo thôi, dựa trên cái phần của tôi là các anh chị tự tạo, phải không ạ? Các anh chị ráng đi tạo 1-2 lần thôi là xong thôi, không có chuyện gì hết trơn đâu. Tạo được 1-2 lần là xong. Giờ mới có một màn hình thôi mà, đâu có gì nhiều nặng gì đâu. Lúc sau là tôi sẽ cho sử dụng lại cái
cái màn hình giao diện này cho sử dụng lại toàn bộ cái lưu trữ của tôi gửi qua. Các anh chị chỉ code cái phần xử lý biến cố với cái phần cái nghiệp vụ này thì chỉ cần gõ và từ từ rồi chúng ta mở rộng nó ra. Cái bài tập mà phức tạp lên là tôi sẽ nói rõ, còn bài tập đầu thì chịu khó tạo đi. Môn này không phải là môn học về lập trình, nhưng mà chúng ta bắt buộc là phải biết lập trình. Tức là tôi nói rằng môn học này không phải là lập trình, là tôi muốn nói là trọng tâm của nó là cái phần thiết kế. Trọng tâm của nó là cái phần thiết kế, chứ không phải là phần lập trình. Chứ không phải là tôi nói rằng là trong môn học này là chúng ta không cần học về lập trình mà cứ gõ lại như cái máy. Không phải đâu, các anh chị bắt buộc là phải làm. Có những cái bài là không phải bài tập nào cũng là lập lại đâu. Sở dĩ trong cái chương 1 này tôi cho ra cái bài lập là như thế, là tôi dành cơ hội cho những anh chị nào mà chưa biết nhiều về lập trình đó, hiểu không ạ? Chúng ta nó cái ngành phần mềm nó khác với lại là cái ngành những cái ngành khác á, là cái kỹ sư xây dựng á, thì trước tôi cũng có nói á, ra trường á là chỉ lo toàn lo làm bản vẽ thiết kế không à. Còn các anh chị á thì các anh chị ra trường á thì không có đâu, người ta không có cho các anh chị lên bản vẽ thiết kế cái gì đâu, không có thiết kế phần mềm gì đâu. Học cái đó là học rồi để tạm nó đi, phải không à? Đầu tiên là lập trình trước cái đã, là đưa cho các anh chị cái hồ sơ thiết kế, là các anh chị lập trình theo cái phần đó được một vài năm á, thì tôi nhắc lại là chừng đó là người ta cho các anh chị thiết kế chút chút, được khoảng 3 năm trở lên á người ta mới dám cho các anh chị thiết kế nhiều. Và khoảng độ chừng là 5-7 năm gì đó thì là các anh chị mới lên làm, tùy theo đương nhiên tùy mỗi người thôi nha, tôi nói phần chung thôi, là các anh chị mới được giao cho họ làm thiết kế dữ liệu, thấy không à? Chứ không thôi các anh chị thiết kế nhỏ nhỏ một hai màn hình thôi, khoảng độ chừng 8 năm cho đến 10 năm là các anh chị mới bắt đầu mà đóng vai trò phân tích viên được, là cái phần phân tích yêu cầu á, phải không ạ? Các anh chị đừng dùng Formlot nữa đâu nha, hồi nãy tôi đã hướng dẫn rồi đó, chúng ta phải dùng cái hàm new nha. Dùng cái hàm new này chúng ta phải cho nhìn thấy rõ nó là một cái đối tượng nha. Không có phơm cha phơm con gì hết trơn á, tôi đã minh họa cho các anh chị ở đây rồi mà. Bây giờ các anh chị muốn tạo ra một cái màn hình, ví dụ như là từ cái phần này á, các anh chị tạo ra một cái màn hình mới, phải không ạ? Thì chúng ta nguyên một cái window form đây chẳng hạn, phải không ạ? Rồi các anh chị bật chuột phải view code liền, để cho nó không có cái gì hết nha. Rồi các anh chị gõ là public sub new, các anh chị đánh enter rồi, và các anh chị làm tiếp ở đây. Được không ạ? Tôi đã minh họa đó, đừng có xài cái biến cố Formlot gì hết trơn ở đây nha. Cái cách lập trình của tôi là sẽ cho nó có cái khác á, không ạ? Nó có cái kiểu khác của nó, nhưng mà tại nó dẫn đến cái phần mà chúng ta phải đi vào trong cái bản chất của những cái đối tượng thể hiện, mà bản thân nó là những cái đối tượng. Không thôi chúng ta lẫn lộn hết trơn luôn đó. Các anh chị gặp cái khó khăn gì á, như tôi nhắc lại là các anh chị cứ vào trong cái mục thảo luận của lớp á, phải không ạ? Các anh chị vào trong cái mục thảo luận của lớp, các anh chị trao đổi, tôi nghĩ nó sẽ ra rất là nhiều cái thông tin hữu ích ha. Rồi thôi được rồi, chắc là nội dung bữa học hôm nay đến đây là chấm dứt. Thì tôi nhắc lại một chút về cái chuyện học online nha. Cái học online á là
đối với tôi nha, đối với cái môn của tôi là đầu giờ là tôi sẽ ghi bài trên bảng, thì các anh chị sẽ ghi, đang làm ghi vào tập. Và trước khi ghi vào tập á, là các anh chị gợi ý kiến liền cho tôi. Bữa hôm nay rất ít đó nha. Gợi ý kiến, các anh chị chỉ cho tôi biết là các anh chị có xem phim hay không, các anh chị có làm bài tập hay không, cứ cho mạnh dạn trả lời, phải không ạ? Và có thắc mắc gì hay không trong suốt cái quá trình các anh chị tự học, tôi sẽ dành ra một số phút đầu tiên, phải không ạ? Khoảng 10 đến 15 phút gì đó dành cho cái chuyện gọi là trả lời thắc mắc. Rồi trong quá trình giảng tôi sẽ tóm tắt bài giảng, tôi sẽ nói thêm những cái phần mà trong phim online, phim offline không có, phim offline không có. Cuối cái buổi giảng là tôi sẽ chào các anh chị trước, nhưng mà tôi vẫn ở đây nha, để tôi chờ nhận ý kiến cuối cùng của các anh chị. Tôi sẽ chào trước nha, nhưng mà tôi vẫn ở đây. Thì cái ý kiến cuối cùng á, là nó rơi vào trong hai trường hợp, nó bao gồm hai cái. Một là các anh chị cho tôi biết cái kết quả của buổi học hôm nay, là các anh chị tự đánh giá giùm tôi là các anh chị tiếp thu được bao nhiêu phần trăm. Các anh chị có quyền nêu ra một cái nhận xét, cứ mạnh dạn, phải không ạ? Em không hiểu gì hết trơn thầy giảng hồi nãy tới giờ, để mà tôi rút kinh nghiệm, để mà tôi rút kinh nghiệm ở trong cái chuyện đó, về cái cách giảng của tôi trong riêng từng bài, phải không ạ? Và nếu mà đa số mọi người đều cảm giác là không hiểu gì hết trơn, tôi sẵn sàng là tôi sẽ nói lại, hiểu không ạ? Thì các anh chị phải cho tôi một cái tỷ lệ phần trăm tiếp thu bài cụ thể. Còn các anh chị nói không hiểu á, thì các anh chị mở ngoặc ra giùm tôi chút xíu là các anh chị có xem bài trước chưa. Rồi nếu mà các anh chị chưa xem bài trước, các anh chị chưa tải tài liệu về, các anh chị chưa chuẩn bị gì hết trơn á, thì cái chuyện các anh chị không hiểu đó là chuyện bình thường, đó là chuyện bình thường, không thể nào mà gọi là hiểu được. Tôi có tài thánh rồi, tôi cũng không làm được ở trong cái chuyện đó, phải không ạ? Và thứ hai là các anh chị còn có cái thắc mắc gì thì cứ gửi, cứ gửi, và nếu kịp thời gian để tôi trả lời, còn không kịp thì để tuần sau, hiểu không ạ? Tuần sau hoặc cuối tuần này hoặc đầu tuần sau tôi sẽ đưa cái phim của cái tài liệu học tập và cái phim của chương 2 vào nha, và các anh chị sẽ thấy rằng là nó sẽ khác một trời một vực với lại trong cái chương 1 đấy. Nó sẽ khó và nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều. Các anh chị nào mà chưa rành về lập trình thì phải chịu khó. Chúng ta cũng may mắn là chúng ta có thêm được 2 tuần của cái nghỉ tuyển sinh, là các anh chị cố gắng rút lại, phải không ạ? Các anh chị xem lại và những cái phim mà chúng ta học về cái phần audio với phần window form, phải không ạ? Rồi thôi, chào hết tất cả các anh chị nha. Tất cả những người đang online gửi giùm tôi cái ý kiến cuối nha. Tôi chờ nhận ý kiến từ các anh chị nha. Tất cả gửi giùm tôi đi. Những anh chị nào đã học qua cái giờ đoạn đầu về cao đẳng thì tôi nghĩ là sẽ tiếp thu tốt đấy, chắc chắn đó. Nhưng mà đó là tôi dự đoán thôi. Các anh chị cứ cho ý kiến thử coi có tiếp thu bài được hay không. Đấy, chúng ta học về lập trình nhiều quá rồi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta phải học lên một cái tầng khác.
tuần sau thì là tôi sẽ review lại thêm những cái thông tin của chương 1 và tôi sẽ chốt lại những cái bài tập của ở trong cái chương 1, phải không ạ? Thì tất nhiên là nó có những cái bài tập thì là tôi cũng đã có sẵn cái bài giải rồi. Tôi đã đưa cái phần bài tập về rèn luyện thêm mà bắt buộc vào rồi đó. Các anh chị click vào sẽ thấy nó đến chủ nhật tuần sau, phải không ạ? Chủ nhật tuần sau. Tuần này. Thì như tôi nói là bắt buộc là cái phần bắt buộc là chúng ta phải làm được đó, phải không ạ? Còn phần rèn luyện thêm làm được thì càng tốt. Phần đầu này thì còn dễ mà, phải không ạ? Có người nói rằng là không biết mấy cái hàm dùng để làm gì, rồi hỏi tôi rằng là có cái cách nào liệt kê hay những cái chức năng hàm trong BB, không ạ? Thì làm sao mà làm được anh? Cái đó là những cái hàm của nó thì nó có cả mấy ngàn, mấy trăm cái, mấy trăm, mấy chục ngàn là luôn cái hàm luôn nữa, nó giống như từ điển vậy đó, không ạ? Nhiều lắm, làm sao mà liệt kê ra cho nó hết được đâu, không ạ? Không có cần, mà tôi cũng đâu có xài gì nhiều đâu. Tôi xài rất ít hàm của thư viện mà tôi tạo ra những cái hàm mà tự định nghĩa, là những cái hàm mình tự mình làm, phải không ạ? Tự mình làm. Còn ai gợi ý kiến gì, còn ai thắc mắc gì nữa không ạ? Bài tập nào mà chưa nộp thì các anh chị vẫn tiếp tục làm, rồi có lúc nào đó là tôi sẽ gia hạn thêm cái thời gian để mà các anh chị nộp, phải không ạ? Tất cả những cái bài tập thì tôi đều không chấm điểm hết, tôi đã nói trước rồi, cái đó là chỉ là tạo cơ hội cho các anh chị rèn luyện. Và tôi sẽ xem qua những cái bài tập đó để mà tôi biết được là cái mức độ tiếp thu bài của các anh chị, và có những cái sai sót chung nào đó thì tôi điều chỉnh, mà tôi điều chỉnh cách dạy thôi, các bạn. Học về qua mạng, quan niệm của tôi là tôi sẽ tạo cơ hội tối đa, còn cái chuyện học là các anh chị phải tự mình rèn luyện, tự mình làm bài thôi, các bạn, chứ tôi không ép. Còn tôi nhắc nhở một cách thường xuyên là tại vì nếu mà chúng ta không làm được cái bài đó rồi thì những bài sau càng ngày chúng ta sẽ càng lúng, phải không ạ? Chúng ta sẽ không có hiểu được những cái bài ở phía sau, phải không ạ? Bài tập chương không không có nộp nha, bài tập chương không không có nộp. Bài tập chương không thì không cần nộp đâu. Còn ai có ý kiến gì thêm nữa không ạ? Nhớ là phải tranh thủ cái chuyện thảo luận nha.
Rồi thôi, chào hết tất cả các anh chị nha, hẹn gặp lại trong tuần sau. À, có người hỏi cách chấm điểm của môn này không, tôi sẽ không nói, tôi nói là chỉ tới giờ đúng giờ thích hợp thì tôi mới trình bày về cái chuyện thi cử nha, chứ đừng có nghĩ là chúng ta học để thi ha. Được nha. À, các anh chị yên tâm là cứ